Ở trong đây có ai chưa học pháp chụp hình? Thấy không? Đông chưa? Đó. Rồi pháp midline. À, ok. Vậy thôi chị hết. Em nói về SC5 dùm rồi sơ sơ đi. Mấy cái đề tài này mà mình nói rồi, cứ kêu nói lại là nhiều khi cũng... Ok, thôi rồi giờ vậy. Để trước khi mà giới thiệu về pháp chụp hình thì nói sơ về cái máy SC5 một tí. Cái cơ chế hoạt động của cái máy SC5 này nè, nó làm cho cái nhận thức của mình về cái thực tại nó rất là rõ. Tức là bình thường á, nhưng từ ngày hôm qua giờ mình vẫn nói rằng là cái thực tại này liệu nó có khách quan, nó có độc lập hay là nó cứ vận hành một cách hưng xui hay không, thì mình khẳng định nhau rằng là không, nó có một cái chương trình gì đó nó ảnh hưởng. Cái chương trình đó có thể được kích hoạt từ ở trong tiềm thức, hoặc là nó lấy từ siêu thức, tức là cái nguồn sáng tạo để nó tạo tác, phải không? Tức là cái thế giới vật chất mà tưởng là cứng nhắc như thế này, nhưng nó có thể điều chỉnh, nó có thể thay đổi, nó có thể tương tác được bằng, nếu mà mình đụng vào cái trường thông tin đó, thông qua những cái kênh đó. Thì cái máy SC5 này là một trong những bằng chứng để cho mình thấy rõ rằng là cái thực tại này mình tương tác nó cũng giống như là cái computer vậy đó. Tức là trong máy vi tính, cái thế giới của máy vi tính, mình tương tác rất là dễ. Ví dụ như cái file này hay, mình có thể copy ra, gọi là cái thế giới kỹ thuật số, mình copy ra 3-4 file, hoặc là nó cái xe hư cái chỗ này, mình vô mình điều chỉnh nó lại, phải không? Mình Photoshop thấy cái chỗ này xấu quá, mình vô mình Photoshop mình điều chỉnh nó lại, ví dụ vậy. Thì trong thế giới kỹ thuật số mình rất là ảo diệu, mình thần thông đầy trong đó, nhưng mà trong thế giới thực tại mình bị gò cứng lại. Hình như là mọi thứ không có đơn giản giống như mình muốn. Ví dụ như mình muốn giàu mà nó cứ thấy thiếu tiền hoài, rồi mình muốn cái này sao nó thấy nó cứ thiếu cái đó hoài. Thì vì mình nhìn thấy cái thế giới này nó là một thế giới cứng nhắc. Khi mà có ai xem bộ phim Ma Trận chưa nhỉ? Ở đây có ai xem phim Ma Trận rồi? Ít quá hả? Đấy là cái thế giới Ma Trận, là một cái thế giới nó cũng được lập trình, phải không? Nó lập trình mà nó mô phỏng như thế giới thật, y như mình chơi game vậy. Mình thấy chơi game online mà cầm súng rồi chạy bắn rồi nhảy qua nhà này nhà kia, rồi cái người này y như là trong một cái thế giới thật, nhưng mà trong đó là nhân vật, nhưng mà mình nhập vai vô một cái nhân vật ở đó, mình sống trong thế giới đó. Còn cái kia là nhập thật luôn, tức là cái thần thức, cái gọi là tâm thức của mình nó truy xuất qua hẳn luôn ở trong cái thế giới đó, và nó nhập vai vào thế giới đó. Và cái thế giới đó cũng có lực hút trái đất, cũng có xe cộ, cũng có mọi thứ, nhưng tất cả đều được lập trình mô phỏng giống như thế giới thật. Y như trong game vậy, mình thấy không? Game là nó làm tường, rồi sự chết, sự sống, đủ thứ hết, y như thế giới thật. Nhưng mà tất cả đều là những cái thông tin nó tương tác với nhau hết, chứ không có sống chết, không có thiệt giả gì trong đó hết đó. Tất cả là những chương trình nó đụng chạm với nhau hết. Còn cái thực tại đó là do mình định nghĩa. Đây là sống, đây là chết, đây là tốt, đây là xấu, đây là được, đây là mất. Còn tất cả đều là chương trình nó tương tác với nhau hết. Thì khi mà những cái người mà tham gia vào cái thế giới ma trận đó, họ cũng bị tương tác giống như thế giới bên ngoài, họ cũng bị ràng buộc bởi rất nhiều những cái quy luật, bởi vì nó mô phỏng mà. Cho đến một lúc, một thời điểm đó, cái nhân vật chính ở trong đó trải qua cái chết và sống trở dậy giống như là phục sinh đó, thì ông đó ổng có một cái, mình dùng cái từ gọi là tuệ giác, hay là có cái nhãn thông, ổng nhìn thấy cái thế giới là thế giới lập trình chứ không phải thế giới thật nữa. Và lúc đó ổng thay đổi lại lập trình theo ý của ổng. Ổng không bị tương tác, không bị ràng buộc ở trong những cái quy định lập trình đó nữa. Cho nên ổng có thể bay, ổng có thể viên đạn bắn vô, ổng có thể giơ tay, ổng chặn lại viên đạn đó, không có ảnh hưởng được tới ổng chẳng hạn. Thì cái đó là những cái ý tưởng của cái bộ phim Ma Trận. Thì liệu chăng thế giới của mình nó có giống vậy không? Thì ngày hôm nay mình, ai cũng tin vậy đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hiểu thêm về cái máy SC5 này, cũng như mình hiểu được là mình thấy tại sao cái phương pháp Clean nó cũng điều chỉnh thực tại giống như vậy. Cái máy SC5 á, đầu tiên nghe về nó là khi mà có cái một cái thông tin gửi vào email á, nói rằng là có cái một cái bình hoa. Cái bình hoa nó đang héo và nó sắp tiêu rồi, bón phân hay chăm sóc kiểu gì nó cũng sống được. Thì khi họ dùng cái máy SC5 đó, họ chụp hình. Thì cái máy SC5 nó gồm có hai phần. Một là cái máy chụp hình, hai là cái máy phát trường thông tin. Thì nó lấy cái máy chụp hình đó, nó chụp hình cái hoa đó, xong nó đem cái hình nó nạp vô cái máy SC5 đó. Và cái máy SC5 sau khi nó đọc cái trường thông tin của cái hoa đó xong, nó phát ra một cái trường thông tin chỉnh sửa. Không, giống như ngày hôm qua mình học về cái problem born với cái solution born đó, tức là cái điểm vấn đề với cái điểm giải pháp đó. Thì cái máy này nó nhận ra cái vấn đề xong, nó phát ra một cái trường thông tin giải pháp vào cái cây đó. Nửa tiếng hồ qua, ngày hôm sau cái cây bắt đầu nó tỉnh dậy.
đã sống vậy. Thì có người ở trong cũng học, một học viên cũng làm áp dụng thử cái phương pháp đó vào cái cây, cây nó đang héo thì họ cũng chụp hình, họ đưa vào. Thì tí nữa cái phương pháp chụp hình mình sẽ hướng dẫn sau đây, mình đang nói về cái cây đó. Thì họ làm thử nghiệm và điều chỉnh luân xa hay là đủ thứ hết. Và đặc biệt là nó có cái chuyện như thế này là cái ông nhân vật chính đó đó, cái người mà làm ra cái máy đó, tự nhiên ông cũng kế thừa từ nhiều thế hệ thôi. Thì hiện giờ ông là cái người đang nắm giữ cái công nghệ đó. Thì ở bên Trung Quốc, ở Bắc Kinh, nó có một cái viện nghiên cứu về cái máy đó và nó mời ông qua. Thì khi ông qua như vậy á, ông kêu là cái bầu không khí ở Bắc Kinh nó ô nhiễm kinh khủng lắm, ngồi trong xe mà khoảng đeo mặt nạ mà. Thì ông chụp cái hình ông gửi về là cái mặt ông còn đeo cái mặt nạ ở trong xe vậy đó. Thì ông đến Bắc Kinh xong ông thấy nó ô nhiễm, mà ông chụp cái hình cái ngôi nhà cách đó không có xa mà không có nhìn thấy được cái ngôi nhà là vì nó mờ bởi cái màn ô nhiễm của không khí. Sau đó ông mới lấy cái máy SCFi ra ông lập trình, ông phát nguyên một đêm tới sáng hôm sau là cái bầu trời Bắc Kinh nó clear, sạch sẽ, không có một chút ô nhiễm đó. Rồi ông vô trong cái nghiên cứu, mọi người nói trời lâu lắm rồi cái bầu trời Bắc Kinh nó mới trong sạch như thế này. Thì ông kêu là tại vì tối hôm qua tôi phát ra cái máy đó chạy xuyên đêm. Thì bắt cái ý tưởng đó, đôi khi mình về Sài Gòn, tại sao mình làm cái bài thơ về Sài Gòn đó, nó là sự ô nhiễm, đôi khi đó là rác thông tin, chứ không phải là tại, khi mà mình định nghĩa là tại, tắt tắt giùm con cái mic kia, khi mà mình định nghĩa là tại có xe nhiều, tại vì khói thải nhiều này kia nó ô nhiễm, mình thấy nó có vẻ hợp lý lắm đúng không? Giống như nãy mình nói là đụng lửa thì lửa phỏng, hay là bệnh này tại cái ABCD, đúng, nhưng mà chính cái đúng đó mới là cái chết, cái đúng đó là cái mà mình cứ xác định cái thực tại này, Sài Gòn là ô nhiễm. Trong khi đó mình hiểu rằng là Sài Gòn ô nhiễm, Sài Gòn rất là trong sạch, rất là thanh tịnh. Cái sự ô nhiễm đó chỉ là cái rác thông tin nó đang biểu hiện ra thôi, và mình có trách nhiệm dọn dẹp. Thì khi mà mình ở trong cái trạng thái đó, mình đi đâu mà mình thấy nó clean hết á. Có một cái thời gian mình ở trong cái trạng thái clean, mình đi đâu mình thấy nó mát mẻ và clean hết, thì mình mới kêu là xin cho mình một cái giải thích nào mà nó hợp lý. Thì tự nhiên mới có một cái tài liệu gửi cho mình thấy đó là có một cái ông đó, ổng một cái người ổng sử dụng cái phương pháp clean môi trường bằng một cái cuộn cảm. Cái đây hoàn toàn về khoa học thôi, tức là ổng dùng một cái cuộn cảm đó, ổng kết nối với lại cái điện mà điện sấm sét á rất là mạnh, và nó vô nó kích phát cái dòng điện nó như thế nào đó, tạo ra một cái lượng ion rất lớn ở trong không khí, và cái ion đó nó trung hòa những cái phần tử ô nhiễm ở trong không khí, nó làm sạch cái bầu trời đi. Và thậm chí có những chỗ mà ông không kích hoạt được á, ông phải nhờ một cái ông chuyên gia về năng lượng mặt Kappa, tức là một cái trường thông tin của cái trường phái đó là của bên Do Thái, tức là họ phát năng lượng từ trái tim á, kết hợp với cái máy đó làm những cái chỗ mà không xử lý được. Tức là nó hoàn toàn khoa học mà nó cũng có kết hợp với tâm linh. Thì lúc đó mình mới hiểu ra là có thể khi mình clean á, cái trường thông tin nó thay đổi, có thể một làn gió hay là một cái trận gì đó nó đưa một cái đám ion đâu đó bay ngang qua cái bầu trời, nó kết hợp với những cái phần tử khí đó, nó làm cho bầu trời trong xanh. Phép lạ là vậy đó, chứ mình không đừng nghĩ rằng phép lạ là tôi bụp cái tự nhiên là nó trong xanh. Tức là cái kênh đó thông thì nó sẽ chiêu cảm những cái nguồn khác đến để nó tịnh hóa. Khi trường thông tin nó được dọn dẹp thì lập tức cái thực tại nó sẽ thay đổi. Cái ý của vấn đề đó là như vậy. Thì trở lại cái SCFi là cái ông Paris đó, ông chụp những cái, ông qua bên viện nghiên cứu của bên Trung Quốc làm gì, lấy những cái mẫu thuốc 250 cái mẫu thuốc quý ở đây có nghĩa rằng là một là nguồn gốc thuốc nó đã mất rồi, hai là cái vật liệu mà đi kiếm, cái nguyên liệu nó hiếm quá, khó quá, thì họ mới chụp cái trường thông tin của cái thuốc đó cất lại giống như dạng đi kỹ thuật số vậy đó, và khi cần họ phát ra lại vô cái ly nước, thì cái ly nước tương đương giống như là cái bài thuốc kia. Đó, thì mình nghĩ cái này sao mà nó nghe nó giống như kỹ thuật số đúng không? Nó copy file, lấy thông tin, hoàn toàn lấy thông tin để tạo ra thông tin, để tạo ra cái gì đó, truyền vô lại trong cái vật chất, nó mang cái thông tin chữa lành đó. Và ổng làm một cái vấn đề nữa là hồi trước trong cái lớp trước Hiệp có nói về cái rượu van Cali á, rượu van Cali rất là nổi tiếng, mà nó nhờ toàn là công nghệ này không à. Tức là anh sản xuất ra rượu van đó, gió ồm. Nhưng mà anh chơi chiêu là anh xách cái rượu van mà nổi tiếng của Pháp á, anh chụp cái hình cái trường thông tin của cái rượu van đó, anh mới phát vào trong cái cầu thang mà bằng cái cầu thang mà cái đỉnh nó xoáy vậy nè. Từ trên đỉnh nó xoáy vòng vòng xuống như vậy bằng đá thạch anh. Thạch anh là một cái vật liệu rất là đặc biệt nhá.
nó lưu giữ thông tin rất là tốt, và nó có những cái hiệu ứng như vừa rồi ở trên Facebook có share một cái clip mà nó cái hộp đó làm bằng cái đá thạch anh đó, mà ở trên nó đổ một cái bóng màu rất là nhiều màu, nhưng hình như cả chục cái màu á nó bị trộn lại với nhau hết rồi, mà khi đổ ở trên xuống mà nó chạy xuống tới tầng đáy á là cái đá thạch anh nó phân biệt màu đó, nó tách ra mỗi cái hộp như vậy là màu nó chạy vô mỗi hộp khác nhau hết, mà hoàn toàn là đá thạch anh. Để Hiệp sẽ share cái đó lên trên cái group cho mọi người xem. Không, cái đá thạch anh nó cũng sử dụng luôn ở trong cái radio đó, là cái mà rò tín hiệu, và cái máy SFI này nó cũng có đá thạch anh ở trong, cho nên đá thạch anh là một cái loại rất là đặc biệt. Thì nó sử dụng ổng phát cái trường thông tin của cái rượu vanh tốt nhất của Pháp đó vào trong cái cầu thang đó, xong rồi mấy cái hãng rượu vanh của Cali á nó lấy cái rượu vanh của nó rót từ ở trên đỉnh, nó chạy vòng xuống tới đấy, xong cái đem cái rượu vanh nó uống rất là ngon, và đem ra đo là lúc nào cũng đạt, các cái máy đo là lúc nào cũng đạt được, thì đi thi đấu là lúc nào cũng đạt điểm cao hết đó. Thì đó là cái ứng dụng của cái máy SFI đó, tức là cái thế giới thực này nó có thể can thiệp được nếu mà mình chỉnh sửa được cái trường thông tin. Và chính cái ông Paris đó, ổng ở bên lúc đó trong một cái seminar ở bên Ấn Độ, ổng mới nói như thế này, nói thật ra là chúng ta có tâm thức của chúng ta làm được hết tất cả những chuyện này không, nhưng cái vấn đề đặt ra ở đây là có những cái chuyện á nó phải duy trì ở một cái mức độ rất là cao thì cái tâm thức nó không chịu nổi, mình phải nhờ tới cái máy. Ví dụ như ông nói là ở trong cái buổi hội thảo này tôi biết có vài người có thể ngồi thiền nhập định và bay hỏng lên mặt đất, nhưng cái chuyện mà anh bay có thể bay từ đây qua Mỹ không lại là chuyện khác nữa. Anh không có giữ được cái năng lượng định ổn định tới mức mà anh có thể bay được từ đây qua Mỹ, ví dụ như vậy. Cho nên có những cái chuyện, ví dụ cái máy á, mình ngồi có thể là vài phút thì được, nhưng mà biểu mình ngồi sáng đêm để mình phát ra cái trường thông tin kiểu đó thì mình không chơi lại, cho nên phải nhờ tới cái máy chẳng hạn. Nhưng mà không có nghĩa rằng là tâm thức mình làm được. Thì cái đó là cái mà họ còn đang tương tác với cái thế giới vật chất này dưới dạng trường thông tin. Còn mình bên đây mình sẽ câu vô cái thiên điện, tức là cái inspiration, cái nguồn của đó. Cho nên tại sao Hiệp nói cái công nghệ của cái bà Mona mà truyền cho ông Hewlett đó, nó rất là đơn giản, nghe nó rất là tầm thường, rất là vớ vẩn như vậy đó, nhưng mà trong đó nó hàm chứa công nghệ rất cao. Giống như mình cầm một cái điện thoại smartphone là mình đem khoảng vài thế hệ trước, mình nói với nó kêu mình xạo liền, mày chỉ cần quẹt là mày giải quyết, mày có thể biết cả thế giới này như thế nào ở trong tầm tay bằng một cái hình thức rất đơn giản là quẹt, chứ không phải là bấm nút nữa, phải không? Mình xài máy vi tính mình còn phải bấm nút click chuột rồi mình làm đủ trò hết, phải không? Bây giờ nó đơn giản tới mức mình chỉ lấy cái tay mình quẹt qua quẹt lại là mình có thể kết nối với toàn thế giới trong những cái quẹt đó thôi. Kinh khủng không? Mà quẹt là một cái hình thức đơn giản nhất trong tất cả các cái thao tác rồi, chứ còn gì nữa. Cho nên khi mình đọc mấy câu vớ vẩn thank you I love you thấy nó bình thường, nhưng mà nếu mà mình hiểu được, y như tối qua mình nói á, mẹ của mình chỉ cho một cái chị là không biết tiếng Anh mà chỉ cho một cái cô rất giỏi tiếng Anh mà tin rằng là đọc cái câu này đi cái thai nó xây lại, thì con bé kia đọc một cái là tối đó cái thai nó xây lại luôn, hoàn toàn họ không biết cái gì hết. Mà mình nghe rất là mắc cười là một cái người rất giỏi tiếng Anh nghe một cái bài già trầu không biết tiếng Anh chỉ cho câu thank you I love you cũng tin và đọc mà nó xoay được cái thai. Tại vì đó là công nghệ thôi, cái công nghệ nó nằm ở trong như vậy. Thì trở lại câu chuyện là trên thế giới hiện giờ nó có rất là nhiều những cái khám phá hay là nhiều những cái ngành hay là này kia nó đã đụng chạm tới được cái, nó đã đụng vô cái vấn đề này rồi, nó không còn là gọi là mơ hồ nữa. Còn mình ở đây vẫn còn ở trong một cái quan kiến rất là cứng nhắc về thực tại, chứ còn thực tại bây giờ người ta hiểu nó không có khó khăn như vậy nữa. Thì cái máy SFI này nó còn có nhiều câu chuyện để kể lắm, thì Hiệp chỉ kể tóm gọn vậy thôi. Rồi thì từ đó mới dẫn đến cái phương pháp mà làm sao để mình ứng dụng cái tâm thức của mình nó giống như cái máy SFI đó. Thì khi mà cô Triều nhận được cái thông tin về cái máy đó thấy rất là hay, nhưng mà khi mà coi cái giá là hình như là lúc đó 4-5 ngàn gì phải không cô, 4-5 ngàn đô gì đó một cái máy, nhưng mà có cái máy không cũng không biết xài, phải học một cái khóa học 1.500 đô mới biết cái xài cái máy đó, và mỗi một công chuyện phải có cái phần mềm riêng để cho chạy cái máy đó nữa. Và cái máy đó Hiệp tiết lộ thêm tí xíu khi coi á thì thấy đó là nó xài cái công nghệ nó cũng đây nè, công nghệ mà rít trơn đây này, nó rè tần số, nó có một cái đĩa và cái tay của nó rè trên đó, và ví dụ như yes no tức là nó tới một cái tín hiệu đó nó rít lại là ok, là cái điểm đó là cái điểm mà nó sẽ ngừng lại, các thông số đó nó sẽ chọn ra, và nó dùng các thông số nó chính xác lắm, tới mà nó đo được một cái người một khoảng cách rất là xa, tức là ví dụ như cái phi hành gia đó trước khi bay lên trên bay ra ngoài không gian á, nó lấy một cái sợi tóc nó bỏ vào trong cái máy đó, nó chỉ cần có sợi tóc hoặc là cái tấm hình bằng cái máy chụp hình đó đặc biệt là cái máy đó nó có thể ra được thông số rồi. Nó ra thông số gì? Ví dụ như nó ra thông số của cái ông đó là chỉ số huyết áp, chỉ số đường huyết, tất cả các chỉ số về sức khỏe đó là nó ghi lại ở đây.
Và cái phi hành gia đó bay ở trên trong cái tàu không gian đó, nó cũng có những cái máy móc để nó đo trực tiếp trên cơ thể của ổng, nó cũng ghi xuống cái dữ liệu đó 500 trang. Khi mà đem 500 trang từ trên kia về so với 500 trang mà ở dưới địa cầu này, nó đo từ xa qua cái máy SFI đó, khớp hết thông tin luôn. Đó là cái chỉ số nó tới như vậy đó. Thành ra là cái khám chữa bệnh của nó là nó có thể phát ra từ xa được luôn. Nó làm, tức là nó gọi là khám bệnh và điều trị bệnh từ xa được. Y như tâm thức của mình vậy đó. Tâm thức của mình nếu mà mình không giới hạn. À, như nãy Hiệp kể cái chuyện mà cô Triều có thể chia sẻ cái lợi ích của trị bệnh đó. Nó không có bị giới hạn tí nào hết đó. Ok, bây giờ mình sẽ học cái cách sử dụng cái máy SCFI trong đầu của mình. Không, nó là một cái máy miễn phí là có sẵn rồi, mình chỉ kích hoạt chương trình cái app đó thôi. Không, bây giờ mình đào cái app đó vô cái App Store, mình đào cái phần mềm đó về, mình install nó cái là mình xài thôi. Chịu không?